Thưa quý vị, trong thời điểm cuối năm, lượng hàng hóa tập trung về các chợ và địa phương trung tâm thành phố khá lớn. Cùng với đó, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự đa dạng của hàng hóa và sự phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để dễ dàng trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc vào thị trường để kiếm lời. Với sự vào cuộc quyết liệt, Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều cá nhân hay cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm nhằm mang lại sự an toàn và yên tâm cho người dân. Đây là một cơ sở bán gạo trên đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường An Khê, quận Thanh Khê. Nếu chỉ bằng mắt thường thì mọi người mua khó có thể phân biệt được đâu là sản phẩm chính hãng của một nhãn hiệu gạo nổi tiếng hay là hàng nhái. Chỉ đến khi lực lượng công an quận Thanh Khê vào cuộc kiểm tra kết hợp cùng nhân viên kiểm định của nhãn hàng thì mới biết được rất nhiều sản phẩm gạo nhái được bày bán công khai. Khi mà phát hiện kiểm tra thì mình thấy ở đường chỉ bao là có sự thay đổi màu chỉ với lại có vết kim cũ. Bởi vì khi họ trộn gạo giả vào thì người tiêu dùng họ mua về thì không phải là chất lượng của gạo có may nữa. Là gần như là mình gạo thì sẽ không có gạo giả nhưng mà chất lượng nó sẽ đi xuống. Trên đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc mà công an quận Thanh Khê phát hiện làm rõ được trong thời gian qua. Với đặc điểm thuận lợi của địa phương, Thanh Khê được chọn làm nơi tập trung các kho hàng lớn của thành phố. Sự nhộn nhịp của khu vực khiến nhiều đối tượng lợi dụng đưa những mặt hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng vào tập kết và chờ thời gian tung ra thị trường. Khó khăn lớn nhất khi phát hiện các hành vi gian lận thương mại là thủ đoạn của các đối tượng này ngày một tinh vi, đưa hàng hóa vào tận các khu dân cư, địa điểm mà cơ quan công an khó tiếp cận. Đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, việc đi lại, trinh sát gặp không ít khó khăn. Cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an quận Thanh Khê vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch nhưng không lơ là cái nhiệm vụ công tác chuyên môn và đã phát hiện xử lý được 10 vụ 10 đối tượng, tịch thu số lượng hàng hóa trên 500 triệu đồng và phạt số tiền trên 100 triệu đồng. Tiếp tục là xử lý các cái vụ việc khác trong thời gian sắp đến. Cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an quận Thanh Khê thường xuyên liên tục nắm tình hình và bám sát địa bàn. Càng về cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa trên địa bàn thành phố tăng cao, nên nhiều đối tượng đã bất chấp quy định pháp luật để buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, Công an quận Thanh Khê sẽ tiếp tục ra quân kiểm tra, ngăn chặn những dấu hiệu phạm tội, nhằm mang lại sự ổn định cho thị trường và an toàn cho mọi người dân.